Dạ, một câu nói quen thuộc thì Thắng chào cô chú anh chị và bà con trên cả nước chúng ta. Thì sáng ngày hôm nay là ngày 8 tháng 11 2021, thì bắt đầu buổi sáng nay hơn 7 giờ rồi. Thì chuẩn bị ở đây là các hàng Thắng sẽ gửi bên đường Viettel và Bưu điện, cũng như là đơn hàng hôm nay sẽ gửi đi khu vực miền Bắc. Thì để thay đổi một xíu thì Thắng sẽ quay cái hành trình đi gửi cây cho cô chú chúng ta xem coi nó như thế nào ha. Nhiều khi cô chú chúng ta cũng không biết là bên anh em tụi con thì sao khi cây như thế này mình quấn xong rồi mình gửi làm sao, hoặc là mình đi gửi những cái hàng mà đi bằng đường xe thì Thắng sẽ quay chi tiết cô chúng ta xem. Thì ở đây á, những mặt hàng này thì bên Thắng đã gọi là quấn cẩn thận rồi, quấn theo yêu cầu hết cô chú. Như hai đơn này á, là bà con chúng ta yêu cầu là quấn thùng xốp thì bên Thắng mới quấn thùng xốp, còn không thì quấn bằng thùng cạc tông như thế này. Và tất cả trên đây đều đã được ghi dẫn đơn sẵn, dẫn đơn đơn hàng sẵn nha cô chú. Dạ, đây có số dẫn đơn luôn. Và bên Thắng làm an toàn hơn nữa là có dán thêm cái tem của cây giống Tâm Phúc. Và mã ở cái tem này á, bên này thì dán phía sau à. Đó, ở cái tem này á cô chú, thì có mã QR luôn. Cô chú khi mà mình bấm mình chép vào đây thì tìm ngay cái nguồn gốc xuất xứ của cây giống mình ha, mua tại đâu, cơ sở nào. Ở bên con làm rất là kỹ. Còn đi bên đường bưu điện thì chỉ dán cái giấy này thôi, thì anh bưu điện họ sẽ làm là tiếp theo, công đoạn tiếp theo. Đó, rất là kỹ cô chú. Thì đầu Thắng sẽ đợi xe tới và lên hàng và đi giao hàng cho cô chúng ta xem. Thì Thắng sẽ quay thêm cái đoạn sau nữa ha. Tới khúc này làm cu ly nha cô chú. Ừ, hào nó đóng nó xây nhà không à. Đó, tối ngày gịch cây gì đó. Xin gì biết lên chuột luôn. Giờ Thắng đang ngồi xe cô chú. Nếu mà bà con mình đi hướng cái mơn lên thấy chữ bảng trung tâm Mai Vàng nè, xong cái cặp bên tay phải chỗ chiếc xe tải nè. Đó, nếu mà mình đi hướng cái mơn và thành phố Bến Tre lên nha. Đó, cầu Chợ Lách mới là ngay ở đây. Thì cô chú bà con chúng ta
tới cái chỗ này có cái bảng là đường Phan Thanh Giản, mình quẹo vô khoảng 150m là tới nhà Thắng. Đường thì xe công chạy được. Còn bây giờ thì Thắng đang về trên nhà ba mẹ để tiếp tục lấy hàng, lấy cây để gửi cho khách. Cầu Chợ Lách mới thì nói chung là cầu lớn nhất ở khu vực này rồi, nên cô chú nói là người ta biết rồi. Đây là con kênh lách được đào từ thời chú Nguyễn, ngoài đó sông hầm luôn á cô chú. Bà con mình nó lên dốc mình nhìn nhà trắng trắng nè, kế bên đó là nhà Thắng nha. Và một số clip Thắng cũng có diễn tả mà bà con chúng ta không có để ý á. Rồi bây giờ Thắng về tới đây là cầu sông Lu ạ. Đường vô nhà Thắng này cô chú, đường nhỏ ha. Nên đó là lý do vì sao Thắng về thị trấn làm trại giống. Đầu giờ thì ở đây sẽ lên cây ở nhà. Ba với bạn Thẩm sẽ lên ha. Lên ổi với chanh. Đơn này thì sẽ gửi đi về Cam Lâm Khánh Hòa. Sáng xe rất là nhiều cô chú. Đường này đi thẳng là qua bên Cồn Phú Đa, rồi qua Vĩnh Long. Cũng tương lai bất động sản lên nhiều lắm. Bây giờ thì xe thắng tới bưu điện rồi cô chú ơi. Đưa anh cây này anh cầm cho. Có dán tờ giấy trên vậy nè. Cái chuyện bự á. Hồi đầu thì Thắng đi vô gửi hàng bưu điện thì lúc gài là chỉ nhận hàng trong tỉnh thôi cô chú. Hai đơn này là đi trong tỉnh Bến Tre ha. Thắng gửi bưu điện thì lâu lâu vô thăm mấy anh chị làm bưu điện bữa. Rồi đi vô, đi cửa hông nè Thắm ơi. Để đây nè. Ôi bữa nay hàng cũng nhiều rồi. Rồi nhà ông nhận ngoài tỉnh lại. Đi thì trong tỉnh mình đó. Vài bữa nữa phải không? Đó. Hàng thì cũng tương đối rồi cô chú ơi. Đó, văn ngùng tại chiếc. Rồi bây giờ thì bên Thắng qua tới Viettel Post rồi cô chú. Bị xuống hàng ha. Nay là giao ở đây là 20 đơn. Thì hàng quá bên Thắng làm có dựng đơn quấn sẵn thế này rồi. Bên Viettel chỉ cần in cái phiếu nữa là có thể lên xe đi. Nó rất là nhanh chóng cũng như là tiện lợi cho đối tác. Bên Thắng làm thì đối tác nào thì cũng hài lòng. Đó là mình đáng lẽ cái này là các đối tác sẽ chở cho Thắng nha. Nhưng mà làm gì nó sẽ nhanh hơn. Xuống hàng. Bây giờ thì điểm cuối cùng cô chú, bắt đầu gửi hàng mà con nói á, là đi Cam Lâm Khánh Hòa. Đi xe này là xe Bắc Nam thì bên Thắng là có chuyến đi hàng tuần luôn cô chú ơi. Nên mình cứ đặt hàng, số lượng bao nhiêu thì bên Thắng cũng gửi. Quan trọng là cô chú có niềm tin với con hay không. Với lại lúa thóc mình có thoải mái thì con sẽ đi. Thì cảm ơn cô chú ha. Có nhu cầu về cây giống, cây trồng, cây kiển, cây công trình ở Chợ Lách Bến Tre, tin tưởng liên hệ con. Con một lần nữa cảm ơn cô chú, chúc cô chú an lành, phát tài và hạnh phúc.